Cá cảnh châu Âu, tạo dựng nghệ thuật và hòa mình trong thế giới động vật cảnh. Cá cảnh châu Âu là một thú vui phổ biến ở châu Âu. Có rất nhiều loại cá cảnh khác nhau, mỗi loại có nhu cầu chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung cần tuân theo khi nuôi cá cảnh châu Âu. Việc nuôi cá cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn mở ra một thế giới động vật đa dạng và độc đáo. Ở châu Âu, hoạt động này đã trở thành một sở thích phổ biến, hứa hẹn sự kỳ diệu và tích cực từ những người yêu thú cưng. Dưới đây là một số đặc điểm thú vị và tích cực của việc nuôi cá cảnh tại châu Âu. Chọn bể cá phù hợp là bước đầu tiên để nuôi cá cảnh châu Âu. Bể cá cần có kích thước đủ lớn để chứa số lượng cá mà bạn muốn nuôi. Bể cá cũng cần có hệ thống lọc để giữ cho nước sạch và trong lành. Khi chọn cá, bạn cần xem xét kích thước, nhu cầu môi trường sống và tính khí của chúng. Cá cảnh châu Âu có nhiều kích thước khác nhau, từ vài cm đến vài mét. Chúng cũng có nhiều nhu cầu môi trường sống khác nhau, từ nước ngọt đến nước mặn. Cá cảnh châu Âu cũng có nhiều tính khí khác nhau, từ nhút nhát đến hung dữ. Châu Âu có một loạt các loài cá cảnh phong phú, từ cá dĩa nổi tiếng như koi đến các loại cá hồi và cá nhỏ như guppy. Sự đa dạng này mang lại cho người chơi thú cưng nhiều lựa chọn để tạo nên bể cá phản ánh cá tính và sở thích cá nhân. Người chơi cá cảnh châu Âu thường tập trung vào việc tạo ra bể cá độc đáo và sáng tạo. Các trang trí bể cá, cây cỏ và hệ thống ánh sáng được sắp xếp một cách tinh tế, tạo nên không gian sống nghệ thuật cho cá và người chơi. Cá cảnh châu Âu cần được cho ăn thức ăn phù hợp với kích thước và nhu cầu của chúng. Cá cảnh châu Âu ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, bao gồm thức ăn khô, thức ăn đông lạnh và thức ăn tươi sống. Nước trong bể cá cần được giữ sạch và trong lành. Bạn cần thay nước định kỳ và sử dụng bộ lọc để loại bỏ chất thải và chất bẩn. Bạn cũng cần kiểm tra độ pH và độ cứng của nước để đảm bảo rằng nước phù hợp với các loại cá bạn nuôi. Cộng đồng người chơi cá cảnh tại châu Âu đang phát triển mạnh mẽ với sự chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức qua các diễn đàn, sự kiện và nhóm trên mạng xã hội. Sự giao lưu giữa người chơi tạo nên không khí tích cực và hỗ trợ, giúp mọi người học hỏi và phát triển trong sở thích của mình. Nuôi cá cảnh không chỉ là hoạt động thú vị mà còn có lợi ích cho tâm hồn và sức khỏe tinh thần. Việc theo dõi và chăm sóc cá giúp giảm căng thẳng và tăng cường sự thư giãn. Bể cá tinh tế và màu sắc tạo nên một góc riêng tư thư giãn, nơi mọi người có thể tránh xa khỏi cuộc sống hối hả và thư thái tâm hồn. Cộng đồng người chơi cá cảnh tại châu Âu thường hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật cảnh. Việc chọn lựa các loài cá bản địa và các phương pháp chăm sóc bền vững đều là xu hướng tích cực trong cộng đồng này. Nuôi cá cảnh tại châu Âu không chỉ là một sở thích mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp kết nối con người với tự nhiên và tạo ra không gian sống tinh tế, tích cực. Điều này làm cho việc nuôi cá không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là một cách thú vị để thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết. Cá cảnh châu Âu có thể bị nhiễm bệnh. Bạn cần theo dõi sức khỏe của cá và đưa chúng đến bác sĩ thú y nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Chăm sóc cá cảnh châu Âu có thể là một thú vui rất bổ ích. Bằng cách tuân theo những nguyên tắc chung này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng cá của mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Dưới đây là một số mẹo bổ sung để nuôi cá cảnh châu Âu. Đọc sách và bài báo về cá cảnh châu Âu để tìm hiểu thêm về nhu cầu của chúng. Tham gia một câu lạc bộ cá cảnh hoặc hội nhóm trực tuyến để kết nối với những người nuôi cá khác. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian cho cá của bạn. Nếu bạn thấy video này đã mang lại cho các bạn nhiều thông tin hữu ích và niềm đam mê với thế giới cá cảnh châu Âu, đừng quên like, share và subscribe để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.